Video này chào mấy bác nha. Một con một. Một con một trước khi em mới tắm nha mấy bác nha. Bên em bao rin nha. Đây mấy bác coi ốc này, nó còn đen thui luôn thấy không? Ốc chân nòng này còn đen thui luôn. Đây. Đấy, mọi người coi kỹ. Đây là con Shindewa S25 nha. Và con này rất là mới. Mọi người coi tình trạng này, buri về thậm chí không tháo luôn nha. Đấy. Và một con một trước khi em đi tắm thì em sẽ đấu cho mấy bác đủ nha. Có nghĩa là đấu á, thì con này nó như thế này, thì đấu dây ga, cò ga nữa là xong nha. Ngoài ra không kèm gì hết nha mấy bác nha. Không kèm một phụ kiện gì cả. Thì mấy bác coi cho kỹ được là alo chốt. Đây mấy bác nghe tiếng máy nữa này. Đây nha. Đấy. Thay bờ dọn xong luôn. À, mình đã nghe tiếng máy nó còn từng tiếng thôi. Đấy, quá tuyệt vời. Thì em chưa đấu dây công tắc luôn. Chưa đấu dây công tắc nha mấy bác nha. Đây lại này. Đấy. Rồi. Ok mấy bác. Bên em bán là không kèm phụ kiện nha. Y xì dày. Đấu dây ga cho mấy bác đầy đủ. Đấy. Thì con này thì bao mấy bác cực kỳ ngon luôn. Đúng một con một. Em đi tắm nha. Em xả nha. Thì đúng giá em bán thôi. Đúng một con một, đúng 1,2 triệu. Bên em bao ship tận nhà cho mấy bác. Không kèm phụ kiện nha. Chỉ đúng một chiếc dây đeo nữa là xong. Dùng cho hộ gia đình thì nhất sách. Đấy, thiệt sự, con máy này dùng cho hộ gia đình thì nhất sách nha. Về đi làm những công việc, đi gặt lúa, gặt đồ, cần dài ống, cần 26 ly Rernia 7 khía nha mấy bác nha. Đúng 1,2 triệu bên em bao ship. Rồi, nói vậy để mấy bác hiểu. Con máy nó danh giá, bán vậy là để mấy bác có máy xài. Rồi, phần trăm phần chiếc thì mấy bác đánh giá trên video nha. Chứ em không có đánh giá. Rồi, ok, được là mấy bác chốt hạ. Shindewa S25. Dòng máy hồi giờ nổi tiếng siêu về độ mà nó ly đòn. Đấy. Và rất là dễ xài. Rất là dễ xài. Đặc biệt đã lên chế ga ngang này luôn. Mấy bác thấy không? Rất là dễ xài. Ai cũng có thể xài. Nữ về kéo on lên xài. Nam về đi gặt lúa ào 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 sướng. Đấy, tùy vào mấy bác mua được thì chốt hạ nha. Đấy. Hình thức của nó móp méo dày em còn chưa nắn luôn, em kệ luôn nha. Rồi, em sẽ cố gắng em nắn lại. Nhớ thì em nắn, không nhớ thì mấy bác về chịu khó mở ốc này, mở hai ốc kia ra nắn. Rồi. Thì bên nào nhớ thì bên đó nắn chứ nhiều khi mấy bác để lỡ em đóng mà em quên lại ra đó bom hàng. Rồi, ok mấy bác nha. Thì em nói nốt vậy, bây giờ là muộn lắm rồi, để em còn đi tắm, đêm khuya rồi. Ok mấy bác nha. Rồi chốt hạ thì em chơi thôi. Và bên em chơi là chuyển khoản nha, cọc. Rồi ok mấy bác, trước khi tắm thì đăng lên con cho vui đó.